đó 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 đó, chạy qua đó. Tao dính con. Tụi cũng dính luôn rồi. Dính cái đầu rồi. Ồ, cá lóc. Thấy không? Nó cầm cá vậy không đi chứ. Mày cầm. Nó cá nó chân lùi thì không cầm nó phóng. Phóng gì phóng, móc cái mang gì phóng gì. Ừ. Gì chết luôn rồi phóng gì. Bỏ vô, bỏ vô. Hai em quẩy theo cái túi. Mang gì phóng gì. Ừ. Gì chết luôn rồi phóng gì. Bỏ vô. Bây giờ mình đang vlog chào chú anh chị nha. Này anh em với cháu đi mò cá lóc rồi chú anh chị, mò dưới đìa. Tại vì clip trước đi dân câu về lấy cá lóc hấp bầu mà tối quá không có làm. Nên là mấy anh em cũng cố gắng kiếm cá lóc về hấp bầu. Đây, giờ anh nằm xuống đìa. Cái đìa cũng cũ. Cũng là mấy cái đìa quen thuộc. Cũng là mấy cái đìa quen thuộc. Hôm nào cái lùi cho mát từ từ nó sẽ cạn đây con. Để đi kìa sâu bắn nước quá. Không chú luôn. Để cái thùng lựu né đi, lấy thùng để né đi. Nước đầu của chính chị có mới phóng xuống mà sao quá mà trời ơi, mới phóng xuống nước vô lỗ mũi cái này chắc ách xì nữa quá. Nhỏ quá mà nhật mò đi nhật gờ gờ mấy hang có nhật vô nhật con lại mò hang này nhật tay con nhỏ thọt vô hang này đây. Tôi đang bụng miếng hang lên bên đây nè, bên đây nè. Nhét vô lỗ mũi. Thọt vô hang đó, thọt vô hang á. Hang đụng hang không? Đụng. Thọt vô sâu vô cây. Thọt vô có cá không chị? Có rồi. Có bắt cá. Bắt. Đây còn bắt không. Gặp cá. Là con sáo mày kìa. Con sáo mày bắt đi. Ây da, mày quay cho con sáo mày bắt. Dính rồi, dính rồi. Dính cầm... không nghe, dính rồi cầm ra phóng cầm ra đây thì đó dở lên đi. Khoan. Khoan gì? Con nắm. Ừ, khỏi mặt nước là nó nhảy đó, nắm cho chắc. Hai tay. Nắm sao cá chết quắc chết ngắt. Dở gần cá chết đơ luôn. Vậy nên mới không nhảy thôi. Trời ơi, chạy thuốc nó cuộn rồi. Chạy thuốc nó cuộn rồi. Chạy hơn. Hang tổ ở trên. Ừ, có cái hang ếch ở trên. Có không nhiều làm căng thẳng vậy. Không nắm dính cái đuôi nó mà nó cá mà nắm đuôi. Hang sâu lắm hả? Hang sâu nhưng mà bắt không dính. Nó trơn quá. Còn không biết rồi. Cái lóc cái gì. Chắc cái lóc cái gì. Còn cặp nó nó nhảy quá. Để lên đây đây. Nè nhìn. Ui. 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 Rồi rồi. Rồi đi rồi. Một con. Lâu rồi con mở hàng. Rồi. Đợi trơn quá. Cá mà không trơn sao được. Con bấm cái đầu lắm mà. Hồi là đói luôn đó nghe Nhật. Mà đã đời không có cá lóc hấp bầu là mắc nợ cô chú anh chị thêm một cái clip nữa đó. Thôi mắc nợ lần rồi đó. Quá sâu không tới. Không tới cái này. Sâu dữ lắm. Cái này khác. Nước mà có chỗ lạnh chỗ nóng. Cái chỗ tao mới lộn ngang nước nó quặn lên nó lạnh. Đúng rồi. Sâu kỳ trời. Học quá. Bữa nay không muốn bắt ốc phải có ốc. Qua trời ốc. Ốc này không muốn bắt ốc thì có ốc rồi chứ gì. Mấy bữa mình kiếm ốc thì không ra. Có hồn sao quần vậy gì.
quẹo. Ém cổ lại, ém thằng ếch lại. Nghe hay xấu lắm. Sao mà có nhà câu ở trong này? Nào dính dây câu. Mình cá cắm câu không nó tha vô đó. Nhật mày lại mày cầm mấy rồi cho cậu mày thọt hang bên đó Nhật. Đây. Bên này coi. Tao để mày làm một hồi nó đi nữa rồi. Mò đã đời không có con cá nào. Cái này được rồi, bây giờ chừng ướt máy nha. Nay không đâu. Đây cái gì đây vậy? Cái bọng này. Còn cỏ đâu không? Ừ. Ém lại đó hả? Ừ. Hay qua đây nha. Đó đó đó. Nó chạy qua đó. Tao dính con. Tôi cũng dính luôn rồi. Dính cái đầu. Ô cá lóc. Thấy không? Nó cầm cá vậy không đi chứ. Mày cầm. Nó cá tới chân lùi thì không cầm nó phóng. Phóng gì phóng, móc cái mang gì phóng gì. Ừ. Gì chết luôn rồi phóng gì. Bỏ vô bỏ vô. Đây em quẩy theo cái túi. Đây cá nè. Ngay mà game lại nó nghiêng rồi kìa. Rồi bỏ vô. Cái gì cà mau có ăn. Khai Nhật là làm không có ăn. Mày làm hồi sảy hết trơn luôn, mò đá đời. Không con nào ăn được con nào. Đây đi mò đi. Gặp cái hang là móc cái mà cái mang nó gì đó nó đâu có nhảy được. Công kỹ được lâu lâu được hang rồi. Nó càng dãy mình quấn sát vô, nó đau là nó không dám dãy. Không mấy mày bụng mắt lại. Bụng mắt lại là nó dãy đâu. Cái đường đâu dãy. Hàng lường đó tới giờ còn. Nó lụi đi lên cạn. Nào đem ống chúng ra để. Ờ trời ơi, con ốc nó chào chào. Nó cá gì quay đụng cái đuôi nó. Cái vuông này nước nó sạch, thấy chứ nó sạch. Nước này nước mưa, nước ấy không à. Nước gì chứ. Ách xì. Đây là dưới mưa này là dễ. Có hang là có cá à. Để tôi qua phía bên đây. Đó vợ có tát được nó khô đâu mà. Có đậu đũa kìa không? Mấy dây mà có trái kìa. Không thấy bà luôn. Mang tiếp chân biết muốn cần chết luôn. Mà đậu đũa rồi ghê ghê. Rồi rồi rồi. Thọt nữa hả? Lên bờ hả? Sao mà hang này nó chỗ lên trên không chạy. Ừ, mấy con cá nó khôn mà làm hang gì đó. Nó đụng nó ọt cho nó liền. Nước ấm này nó vô đó nó nằm để nó chừa cái đường nó lên. Nó làm đã lắm nha, cái đường chừa cái đường ta đi chứ đi qua đi lại chứ nào đi ngang là ọc liền. Nhử miếng cá lồng tông. Nhử miếng cá con. Hai con rồi. Kiếm hang nữa Nhật. Mày bắt con bự không? Thả con rồi. Bây giờ có hang không rồi. Học được không mấy con. Có hang không? Hang bự á. Hang mà không có cá. Hang bự quá, hang bành kia là hang cá lóc kiến đó. Hang gì vừa vừa vừa. Có cá là mừng rồi. Ủa ổ chim vẫn còn. Sắc bay. Rồi bay đi hết rồi. Còn cái ổ mà nó bay đi hết rồi. Còn ổ không. Cái ổ bơ hôm nào nào có chú anh chị. Đây ổ chim. Ổ chim sâu. Là muốn không rồi, lội lại phút trống rồi. Muốn thì sâu ăn cái gì. Còn cọc nó hết. Nó bị nắng quá nó giả. À, muốn sâu hết. Hú qua bò tới đó có trái. Đã không đó. Đeo toàn đang dính cây đó. Ừ. Không gài là đâu gồng này là không không tưới nước luôn. Này tính ra mày ngoài kinh mò của chú anh chị mà ngoài kinh và nước trong ruộng ta xả ra đục quá sao không có cá. Vô cái hai con rồi đó. Vô cái viên mà nữa tiếp. Kiếm hai con nữa đủ ăn rồi ơi. Này không xách cái thao rồi mà cái thao bỏ vô nó nhảy. Không có bỏ vô cái thao được đâu. Quá trời đậu đũa. Không ai ăn. Bắp màu lớn chạy. Nhưng mà nó thích có hang. Chiếc lại cút trống rồi không?
có hang mãi á, bây giờ có hang hang trên cạn cạn mà hang vừa vừa tay mình thọt thôi. Hang bự quá, hang cá lau kiến. Dưới này cá không chứ không có con gì đâu, đừng sợ. Bây giờ ta mò đụng mấy cái hang lương rồi đó. Lương này bỏ hang rồi. Nặng trơn bỏ hang rồi. Thì nó có cái lề ấy của chú chị nên không có mò sát ra được, nó có cái lề là hang nó đóng ở ngoài. Lặn luôn à, ngay chỗ cái dôi đó có hang nè, tao mới lặn xuống nè, tao đụng cái miệng hang lắng lứt nè, có hang sâu lắm, miệng hang lắng lứt ở đây rồi, dệt mày tao rồi rồi hang lắng lứt hả, còn gì chống cua hả? Đây cũng phải có cua đó. Lặn tiêu luôn. Đủ một con. Hay hay. Con đưa cái bao cho Nhật cầm đi. Đưa bao cho Nhật cầm hồi còn ăn trời. Nắm. Nhật cá. Trong. Trong hang mà làm không xong. Trời, lâu kiến bự chỗ mẹ trời. Nó đem đi cái thềm này nè. Ừ, nó leo lên đó mà. Đây có cái hang này, mò hoài cái hang này. Đây đây đưa viên con cá nó chui vô. Này phải có cái vỏ nhỏ nhỏ này, mình để trong này mình chạy tới chạy lui là cá nó vô hang. Chạy đảo đảo vòng vòng đi. Lần nữa. Hang này không có. Quá trời cái miệng hang nó láng. Miệng hang nó láng lắm nè, không mà thọc thử nghe không. Để cho được mấy chồng Nhật đi. Ở đây hai hang nữa hay gì. Đây nè. Miệng hang láng lứt hả. Được mấy chồng Nhật kìa. Nè bên giò tớ, ngay chân giò. Trời ơi trời. Ừ, có cá, có cá. Có cá. Có cá. Này chắc phải lặn xuống quá. Sâu vậy? Sâu không ta? Sâu. Chừng ướt cái máy nha. Để tao lặn cái nha. Giọt lặn muối luôn đó. Dính không? Dính không? Dính nè. Đây. Đây hang nè. Cá này cậu chính vậy. Mệt. Sâu, cái hang nó sâu. Rồi, bỏ vô bao, mấy con này? Ba con. Mấy con đủ ăn rồi. Mò giáp lên cái chỗ nãy nó lên. Nè, mò hang này. Nè, cái hang này không? Nữa hả? Mò hang này đi. Sao không mò đi? Tao kiếm hang cho mày gì mò đi. Tao cầm con tay một rồi lỡ nó đi thì sao? Hang sâu sâu không vậy? Chạy đuốc. Dính nè, một con nữa. Con cá rồi chú về, hàng sâu quá. Rồi, đi, lấy cái nón nè. Phóng ra tuốt. Con này thọc vô phóng ra tuốt. Mấy nữa hả? Con bự rồi, thọc vô phóng ra được. Mình biết hai, mình biết hai có cá, hai tay mình bụm. Con tay một chị sao bụm. Kia đưa cho Nhật nó cầm đi. Hàng này đỏ lên lắm. Láng còn hơn là hang lương nữa. Ừ, cá chuối vô.
con cá tầm bậy không dám đập, cá chốt. Ghê không? Tao nói cây bẻ một trái, hai trái chân nữa mà còn trái trái chân nó có cây đó chưa bẻ thế nào nó còn ba trái nguyên nữa thấy không nha. Bắp. Đó, ba trái còn nguyên đó cây đó. Bắp có trái rồi cô chú chị. Nó kiện chút đó, thấy không? Bữa bẻ bắp non hết rồi. Ăn được không ta? Bữa bẻ bắp non về hầm á. Bữa bẻ bắp non hết rồi mà chưa có tiền mua giò heo. Bắp non chứ hầm giò heo thôi chứ. Chứ hầm gì giờ? Nè cô chú chị. Có trái hết rồi. Đây ăn cá rồi thôi. Ở đây ăn cá là nhiều chứ thịt thì hơi cực ăn. Ủa này mình xây khách sạn mình sợ. Mình sợ mưa ướt lúa chứ mình đi mình về luôn không có một mưa luôn ơi. Thấy trời tối thui kìa. Trời ơi, không tối thui là hướng nam nè, không che mặt trời đó nè. Không có chuyện mưa đâu. Nước bên đây trong đìa này cũng cạn hết nè. Giật xuống nhiều rồi nè, giấu nước, chấn nước nè. Mé này gấp này lại quá, hết rồi. 5 con đủ ăn rồi ơi, dạ về. Ồ, chơi chơi gì mà nãy giờ 5 cá đó hả? Cá lóc không hả? Lóc không hả? 6 con nhảy không còn. Dạ, cái gì đây? Thả hết con rồi. Thì cá lóc nó mới vô hang, cá lóc với cá chê. À, cá chê làm ấy lắm nó mới vô hang, bị xịt, bị động rồi nó mới vô hang nhiều chứ còn bình thường nó vô lắm. Bị xịt còn ấy là xả nước đột ngột. Vô hang liền ha. Ồ, hang chuột quá trời, hang chuột nè, không ơi. Tắt nước chạy à, biết nó có ít không? Hang chuột này muốn tắt nước thì bạn lấy cái bệnh của tắt mới được. Lấy cái bệnh á, tắt bằng cái bệnh á. Để thấy thùng bê sách đổ vô. Không mệt, lấy cái bệnh để vô cái là. Trời ơi, nó đi cặp mé đi lại tới kia luôn. Phá nước bệnh chừng gà luôn. Con lan hay gì? Cái con lan con nhầm hàng quá bự. Dừng lại. Hôm nào lấy mấy cái con lan đặt đại nó. Nó khôn mà, nếu con lan là khôn lắm, có con nhầm á. Đặt nó dễ dính, con lan nó khôn lắm. Đặt con nhầm. Lậu ra đám con muốn này bữa nay bò dài cái gì không lặn qua luôn rồi. Sao lặn sao đi sai gì tao mất cái gọng tao lặn cái tới đầu lặn luôn. Tôi lấy cái thùng sao đựng mà lấy cái thùng mà đựng đi. Thùng bắt được nhiêu đi hết. Cái đìa này đỡ cái là nó sạch là không có có thuốc mà giờ nó tại vì ba tháng rồi uống thuốc không thuốc không có còn nước mưa không mệt lên người chú chị. Bắt được mấy con năm con hả? Năm con đủ ăn à? Năm con thì hết bầu được rồi. Năm con dư ăn chứ đủ ăn. Tôi lên thử này. Mệt. Về nhà quay cá. Thôi về nhà quay. Thôi về coi chút chưa? Lấy cái thùng lên luôn đi Nhật ơi. Lên hết nổi rồi kìa. Lại gặp mé không anh? Thôi vô nhà làm cái lóc hấp bầu. Hấp bầu thôi sao? Còn thứ nào không? Cái hấp bầu đi. Bầu không lấy thì mình hấp lá. Cái này của chú anh chị ơi. Để anh em bò cũng được 5 con. Cỡ cỡ không trời? Cái lóc mùa này cỡ không em? Bày ngon mà. Chung bày cái gì nè? Cỡ cỡ không của chú anh chị? Được 5 con. Mà mò cá cỡ đó thì cũng dễ ăn quá ha. Bây giờ nghỉ mệt chút làm món ăn rồi cô chú chị. Cá bầu thôi giờ bá kìa. Cá lóc hấp bầu cô chú chị. Hứa mấy lần rồi mới làm được cái món cá lóc hấp bầu. Đây, nạo trái bầu ra rồi móc ruột. Để hai con vô.
cuộn dây lại không? Ừ. Cái bầu sao tại nó bị thèo cái gì? Bị thèo. Có hành mình cuộn lên. Quên bỏ hành vô nữa. Tắt bếp đi, bỏ hành vô. Vừa bắt lên. Đây mấy cuộn dây hành mình cuộn lại cho nó có màu sắc. Bỏ trong. Mình không có cái sẵn hấp nên lấy cái nồi bỏ cái dĩa dưới. Nó ướt ướt có nước vô. Để nó đâu sao. Rồi để nắp lên. Để nắp để 30 phút. Rồi bầu hấp cá lóc chín rồi coi chú anh chị ạ. Không biết sao đưa ra. Sao gấp ra. Lấy hai cái dĩa, hai cái sạn hai bên. Lấy thêm cây nữa. Lấy thêm cây nữa rồi bên đây bỏ bên kia qua. Nước rồi. Nước nó ngọt chanh luôn. Đúng rồi, đàn ông làm đồ ăn nó khác rồi đó. Rồi dọn cơm ăn luôn đi. Đây cái lóc hấp bầu chín này cô chú anh chị. Vui ra cho cô chú anh chị em xem đi. Đây nhân dân không có nhậu nên không có quay. Rồi khói nó ra mờ luôn. Đây, hấp dẫn. Khói nó ra mờ camera ra chuồng cái. Đây cô chú anh chị. Rồi. Hai cái lóc quay cận cảnh. Những cái lóc mà mấy anh em cậu cháu đi thục hang là chiều đó. Đây làm chai bầu thì bầu nhà chồng nhẽ hai móc ruột, đây là cái ruột ăn viết nước mắm nhà làm với mớ thịt ba gọi chiên. Rồi cái buổi mò cá hay làm cái lóc hấp bầu của anh em nhà nông dân đến đây kết thúc cơ cô chú chị. Hẹn gặp cô chú chị vào clip tiếp theo nha. Đây đây là thịt, đây là cái lóc hấp bầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.